Mở đầu chương trình, Hà Trinh và Ngọc Diễm xin mời quý vị cùng đến với những thông tin hữu ích trong chuyên mục Bạn Có Biết. Thưa quý vị, thời gian này là mùa nước nổi ở miền Tây. Và khi mà nước nổi thì không chỉ là mang lại những dòng phù sa tốt tươi, mà bên cạnh đó còn đem đến nhiều sản vật giúp cho người dân miền Tây của chúng ta có thêm được nhiều cơ hội để mưu sinh hơn. Và dưới đây là một số nghề mưu sinh phổ biến mang tính thời vụ mà chúng ta chỉ có thể bắt gặp vào mùa nước nổi mà thôi. Và đầu tiên không thể không kể đến nghề đánh bắt cá linh. Mùa lũ thì nước ở biển hồ tràn về các sông suối và thường mang theo những bầy cá linh về đồng bằng. Và theo như chu kỳ hàng năm thì cứ mỗi đầu tháng 7 âm lịch là người dân lại bắt đầu là rộn ràng để chuẩn bị căng dây thép, thả phao và hạ lưới. Đến giữa tháng 7 thì nước bắt đầu đổ mạnh, cũng là lúc những dòng cá linh tràn theo con nước. Và những năm trúng mùa thì có thể nói là cá linh chạy xanh như nước, người ta thường dùng cái từ ví von như thế. Và người dân miền Tây thường sắm những cái giàn đáy là những cái lưới khổng lồ dùng để đánh bắt cá để có thể bắt được nhiều cá linh. Thì cứ khoảng tưởng tượng là 500 mét thì có một cái giàn đáy. Và một cái giàn đáy nếu mà trúng một cái mùa mà cá mà chạy xanh như nước như là chị Diễm nói thì chắc khoảng được 3-4 tấn cá một ngày đó chứ. Wow. Và rất là nhiều cái giàn đáy như vậy. Giàn đáy vừa mới bắt cá lên là lập tức được chuyển về những cái ghe đục để đi đến những cái chỗ tiêu thụ. À, ghe đục là cái loại ghe có đục rỗng ở hai bên thì có một cái lưới thép để mà chặn lại thì nước có thể thông thương qua lại, làm cho cá vẫn tươi, vẫn sống và kịp đến nơi tiêu thụ. Ngoài ra còn một nghề khác nữa, đó là nghề thu hoạch bông điên điển trong những mùa nước nổi. Bông điên điển là món ăn khoái khẩu không chỉ của người dân miền Tây mà còn của rất là nhiều đồng bào trên khắp mọi miền cả nước. Nhưng mà có một điều đặc biệt là loại bông này chỉ xuất hiện trong mùa nước nổi mà thôi. Và mùa nước nổi thì không chỉ là đánh bắt cá mà người dân miền Tây còn chèo ghe, chèo xuồng đi hái những cái bông điên điển đang nở rộ ở hai bên bờ. Và bông điên điển thì không có mắc, chỉ khoảng 5.000 đến 6.000 đồng một ký thôi, nhưng mà giúp cho người nghèo có thêm thu nhập mưu sinh. Bông điên điển cùng với cá linh hoàn toàn có thể được xem là hai món đặc sản của người dân miền Tây sông nước, đặc biệt là ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp.